Hiện tại thì thời tiết nó thay đổi rất là nóng luôn. Trong một thời gian ngắn thôi mà nhà của chồng có hai bé bị bệnh. Một bé thì chồng phát hiện được là út mót, đi chữa trị thì bé hiện nay thì cũng đã khỏe, không sao rồi. Còn một bé thì nó ủ bệnh từ lúc nào mình không biết. Hôm trước thì thấy khỏe mạnh, sáng thức dậy thì nó không còn nữa. Các bé còn lại thì chồng cũng thấy nó có những cái dấu hiệu của sự mệt mỏi, rồi sốc nhiệt. Mà anh em nào nó tìm một cái vị trí nằm thở hổn hển, mặc dù lúc nào chồng cũng để một cái thau nước rất là to cho các em uống, quạt thì lúc nào chồng cũng quạt hết. Ngày nào cũng phải dọn vệ sinh rồi xịt nước trên nền, trên tường để cho nó giảm cái nhiệt độ. Chồng cũng hy vọng là trong vài ngày tới thì các em sẽ quen với cái sự thay đổi thời tiết này. Chồng đang không có ở nhà nhưng chồng ngắm nhìn các em qua camera thấy rất là thương luôn. Mà mọi người thấy không, hình như là con cua nó phát hiện ra chồng theo dõi nó nãy giờ á, không ai phát hiện hết trơn á, chỉ có mình nên con cua nó thấy thôi. Thấy camera di chuyển qua chuyển lại là bà nhìn lên, bà biết á chứ không phải không biết đâu. Mặc dù sau khi bé Gích Chào nó mất thì chồng cũng nhận được rất là nhiều lời động viên từ quý vị khán giả, những người quan tâm gia đình nhỏ. Nhưng mà chắc chắn rồi, chồng cũng có đâu đó thỉnh thoảng chồng cũng thấy có những cái lời chỉ trích. Thì thôi, chồng nghĩ mình đã làm tốt và mình đã làm hết cái khả năng của mình rồi. Nên bây giờ ai hiểu, ai thông cảm thì thương, còn ai trách, ai giận thì chịu. Các bé nó sống với chồng từ hồi lúc bằng cổ tay cho đến 15-16kg. Thì thật ra cái người đau lòng nhất là chồng nè. Mà thôi, chồng cũng không trách ai hết. Có lẽ mọi người cũng vì thương em thôi. Nói tới nói lui á thì nó thành sân si, mất công.